Hello, xin chào tỷ phú tương lai. Một tuần qua bận rộn đưa có bé đi thi đấu nên là cũng không có thời gian để làm video hướng dẫn các bạn. Và hôm nay thì mình đã có thời gian rảnh để làm video chia sẻ đến các bạn một cái dự án mới họ hợp tác ở trên cái hệ sinh thái của Ivegua. Cách đây một tiếng thì là Ivegua có đăng một cái bài để giới thiệu về cái dự án này. Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu sản phẩm mới nhất bổ sung vào hệ sinh thái Ive và Tone, ứng dụng mini Telegram Gain Oasis. Không cần tải xuống, chỉ cần tham gia bot Telegram của chúng tôi và bắt đầu hành trình ngay lập tức của bạn. Người dùng cũng có thể xác minh tài sản Ive của mình và nhận phần thưởng miễn phí, chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn để mời bạn bè và cùng kiếm tiền thưởng cho cả hai bên. Đó, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái dự án này nha. Sau khi hướng dẫn các bạn làm cái dự án này xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn rút cái Ive mà chúng ta đã staking trước đây ạ. Hôm nay tự dưng mới nhớ ra là trước đây mình có hướng dẫn các bạn cái cách staking và bây giờ thì cái chương trình đó nó đã dừng rồi ạ. Đó thì là lát nữa mình sẽ hướng dẫn nha. Bây giờ thì trước tiên chúng ta sẽ vào con Telegram bot đã nha. Khi mà các bạn kích vào cái đường link ở dưới phần mô tả video, bình luận ghim hoặc ở trong các group thì nó sẽ đưa các bạn sang cái con bot như thế này. Các bạn gõ vào bắt đầu đối với lại những ai sử dụng tiếng Việt. Còn nếu mà đối với những ai mà đang sử dụng tiếng Anh thì nó sẽ là chữ start đúng không ạ? Đó thì các bạn gõ vào cho mình nha. Ở đây các bạn gõ vào chữ play now, cái chỗ mà có ngọn lửa ấy ạ. Đó, gõ vào bắt đầu tiếp. Đó, và ở đây chúng ta sẽ gõ vào cái ô màu trắng có chữ wow, let's go. Tài khoản trước của chồng mình ấy, khi mà đăng ký thì nó chỉ cho có 3.000 đồng thôi. Nhưng mà chắc là đối với lại cái tài khoản premium ấy thì là nó sẽ được 6.000 nha. Đó, và ở đây thì cũng như các con khác, tức là cứ 4 tiếng là chúng ta sẽ kích vào đây một lần ạ. Các bạn có thể kích tay hoặc là các bạn có thể chạy auto nha. Đó, và mình vừa chạy auto cho nó nhanh. Sau khi mà chúng ta click xong thì là nó sẽ hiện lên cái chỗ 1.500 này, các bạn gõ vào chữ claim để chúng ta nhận về. Nó gõ vào ok thì là nó sẽ cộng lên đây là thành 7.500. Ngoài cái 4 giờ chúng ta claim một lần ra thì các bạn gõ vào cái phần tách này để các bạn làm nhiệm vụ. Đó, nó có một loạt nhiệm vụ ở đây và khi mà các bạn làm được hết 6 cái nhiệm vụ ở bên trên là các bạn sẽ nhận được 6.000 point. Ở đây các bạn gõ vào cái dòng đầu tiên này. Các bạn gõ vào join, các bạn nhớ nha, chúng ta phải gõ vào chữ join ở phía bên trên. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xong thì chúng ta mới gõ vào cái check ở phía bên dưới ạ. Các bạn gõ vào join cho mình. Gõ vào tham gia. Đó, sau đó các bạn nhìn thấy cái chữ Gainbot ở phía bên dưới không ạ? Đó, chúng ta gõ vào đó là nó sẽ quay trở về đây. Các bạn gõ vào check cho mình. Đó, khi mà nó tích xanh như thế này là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sau đó chúng ta gõ tiếp vào cái nhiệm vụ phía bên dưới. Các bạn cứ thế các bạn gõ vào và các bạn hoàn thành hết nó đi cho mình. Đó, thì khi mà chúng ta làm hết được cái nhiệm vụ của nó thì các bạn nhìn thấy không ạ? Lúc nãy của mình là 7.500 và bây giờ cộng thêm 6.000 là đã thành 13.500. Ngoài ra thì nó có cái nhiệm vụ chia sẻ, các bạn gõ vào invite three friends. Đó, sau đó là các bạn gõ vào join này. Đó, các bạn có copy. Đó, đó. Và các bạn đi các bạn chia sẻ, sau khi mà các bạn chia sẻ được cho 3 người rồi ấy thì là các bạn sẽ quay về cái chỗ nhiệm vụ này và các bạn gõ vào đây để các bạn gõ vào check, đúng không ạ? Chúng ta gõ vào check là chúng ta sẽ nhận được 10.000 coin nha. Và ngoài ra nữa thì là chúng ta còn có thêm một cái nhiệm vụ. Đó là cái nhiệm vụ kết nối với ví có Ive hoặc cái đồng tôn này ấy, và chúng ta sẽ trả phí cho nó thì chúng ta sẽ nhận được 12.000. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem là phí của nó sẽ hết bao nhiêu nha. Đó, bên này các bạn gõ vào cái cộng 12.000 này. Các bạn muốn trả tôn hay trả Ive thì các bạn gõ vào đó đúng không ạ? Mình gõ vào Ive đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ copy link này. Đóng này và chúng ta sẽ quay trở về cái ví mà chúng ta chứa cái đồng tôn hoặc là chúng ta chứa cái đồng Ive. Đó, đây mình sẽ trả bằng Ive coi sao nha. Đó, mình đã đăng nhập vào cái ví mà mình chứa Ive đây đúng không ạ? Đó, và bây giờ sẽ vào khám phá này, sau đó mình sẽ dán cái link này vào đây và tìm kiếm. Gõ vào connect này. Ủa sao ở đây nó chỉ có mỗi OKX với lại MetaMask vậy? Đó, mình gõ vào MetaMask nó cũng vẫn kết nối bình thường. Gõ vào kết nối này. Gõ vào cái ô màu xanh ấy ạ. Gõ vào chấp thuận. Gõ vào cái phí của nó thì chúng ta sẽ phải trả bằng ETH của mạng Arbitrum.
nó cũng không đáng bao nhiêu đâu ạ, tận 0,500113 cơ ạ. Đây này các bạn nhìn thấy cái số đô ở bên cạnh nó còn không nhảy lên được nổi 0.01 đô đâu đúng không ạ. Gõ vào chấp thuận. Đó là chúng ta đã kết nối với lại cái ví này rồi đấy đúng không ạ. Gõ vào chấp thuận tiếp, sao mà lắm chấp thuận thế. Đó, như thế này là đã thành công nha. Chúng ta sẽ quay về bên này nha. Quay trở ra chúng ta nhận xem sao nha. Đó, và khi mà chúng ta hoàn thành nó sẽ có tích xanh ở phía bên trên này. Và nó sẽ cộng cho chúng ta 12.000 cái đồng token của nó vào đây. Nếu như các bạn có cái đồng IVE thì là các bạn chọn sử dụng IVE để thanh toán. Còn nếu như các bạn có đồng TON thì các bạn sử dụng cái đồng TON để thanh toán. Và cái phí kết nối ví này nó trừ không đáng bao nhiêu. Đây lúc nãy của mình vừa làm đây là nó chỉ trừ có 10 đồng thôi. 10 đồng thì nó đang rất là bèo bèo bọt bọt. Giá của nó tận đang là 0.004. Đó, tức là 10 đồng còn mới có 0.04 đô thôi đúng không ạ? Rẻ bèo luôn. Còn nếu như mà nói đến cái phí của nó đây, mình sẽ cho các bạn xem cái phí của nó đây này. Cái phí của nó như lúc nãy các bạn thấy là chỉ có 0.000015 thôi đúng không ạ. Nó còn không nhảy lên được nổi 0.01 đô luôn. Đó, rất là bé, bé xíu xíu. Đó, vậy cho nên là các bạn có thể làm để các bạn nhận thêm 12.000 nha. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn claim cái số IVE chúng ta staking trước đây nha. Và đây thì các bạn cũng gõ vào 3 chấm này, gõ vào mở bot này, gõ vào cái avatar của nó này, gõ vào 3 chấm, gõ vào thêm vào màn hình chính, gõ vào thêm. Đó, để sau này chúng ta tìm cho nó dễ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về cái app IVE nha. Ở cái app IVE này thì các bạn gõ vào cái sự kiện cho mình. Đó, sau đó là các bạn kéo lên này. Ở cái iRoad này nhá, các bạn lưu ý là hàng tháng nó vẫn trả đấy ạ. Mình quên mất, mình cũng không nhắc các bạn vào nhận chỗ hơn 6.000 vừa rồi là mình nhận về là của 4 tháng. Nếu mà các bạn không nhận về thì là nó vẫn cứ treo ở đó. Nếu lúc nào các bạn nhận về thì các bạn nhận về một lượt luôn cũng được, thì nó đỡ tốn phí hơn. Phí của nó cũng siêu siêu, nó chả đáng bao nhiêu cả. Nên là nếu như mà ai có nhiều thì đây, lúc nãy của mình nhận về 4.600 đây. Đó, cái phí của nó cũng tận là 0.503. Đó, tức là nó cũng chưa được nổi 0.01 đô đâu. Rẻ bèo bọt luôn. Các bạn dồn dồn vào đấy là các bạn tự các bạn rút về. Đó, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái staking này. Có cái chữ N ở dưới bên dưới này, tức là đã hết cái chương trình này rồi đúng không ạ. Cái nào mà nó hiện cái chữ màu xanh có chữ like này thì là nó vẫn còn đang hoạt động. Đó, ở đây thì cái staking này nó đã hết rồi. Vì vậy chúng ta phải claim nó về. Ở đây các bạn gõ vào cái ô này của các bạn ấy, còn đang hiện cái chỗ để đăng nhập, thì các bạn nhập cho mình cái Gmail mà các bạn đăng ký cái tài khoản IVE. Sau đó các bạn gõ vào chữ nhận mã ở phía bên dưới cái ô màu xanh ấy, thì nó sẽ gửi mã về tài khoản Gmail của chúng ta. Sau đó chúng ta lấy cái mã và chúng ta điền vào phía bên dưới để chúng ta đăng nhập vào. Khi mà chúng ta đăng nhập vào thì nó sẽ lên như thế này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Lần đầu tiên mình làm video mình hướng dẫn cho các bạn mình stake là 7.497 đồng, thì mình nhận được lãi là 1.943 đồng. Lần thứ hai mình stake là 1.562 đồng và mình nhận được 215.9 đồng. Đó, ở đây thì các bạn gõ vào cái dòng AVGU ở phía bên trên này này. Đó, sau đó các bạn gõ vào cái sao chép ở phía bên dưới này và chúng ta quay trở về cái ví trên wallet này. Và chúng ta vào cái trình duyệt để cho nó dễ làm. Ở đây các bạn gõ vào cái khám phá này, các bạn dán cái đường link này vào. Sau đó chúng ta tìm kiếm để chúng ta làm thì nó dễ hơn nha. Đó, mình đã nhận cái này thành công rồi, nhưng mà nó lại chuyển qua chuyển lại, nó hơi phức tạp một chút. Thì các bạn làm ở trên cái trình duyệt ví thì nó sẽ dễ hơn. Đây mình sẽ rút tiếp cái thằng thứ hai này, gõ vào withdraw này. Đó, để cho nó kết nối ví để nó trừ phí ạ. Các bạn gõ vào ký này. Đó, và chúng ta kết nối ví nó trừ phí thì nó sẽ nhanh hơn. Kia chúng ta phải mở tab nọ mở tab kia rất là lâu. Các bạn gõ vào chấp thuận. Đó, đó, một xíu xíu là nó sẽ về ví ạ. Chờ xíu. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Vừa rồi là mình rút là nó về hết cả lãi lẫn gốc về đây rồi đúng không ạ? Một lần là rút 1.777 này, một lần là rút 9.440.
Đó, thì là những ai mà trước đây staking cái đồng Aave này thì các bạn rút về luôn nha. Và nếu như các bạn muốn bán thì các bạn chuyển đến các bạn sàn các bạn bán. Còn với mình thì nó không được đáng bao nhiêu cho nên mình cũng chưa bán đâu. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là 17.446 đồng nó sẽ là bao nhiêu nha. Ít như thế này thì mình cũng không có bán. Đây nha, gõ vào bán này, gõ vào số lượng này, 17.446. Đó, được có 76 đô thôi đúng không ạ, chả đáng bao nhiêu. Nó ít như thế này cũng không bỏ gì cho nên là mình vẫn để đấy mình hold. Sau này khi mà có nhiều cái dự án phát triển ở trên cái hệ sinh thái của nó thì là nó sẽ tăng trưởng hơn. Và khi mà thị trường uptrend thì là nó cũng sẽ tự nó tăng lên theo thị trường thôi đúng không ạ. Đó thì là những ai mà chưa rút cái số Aave mà chúng ta staking thì các bạn nhớ vào rút nha. Ngoài ra thì các bạn cũng nhớ là nếu như mà bạn nào mà chưa rút cái đồng Aave ấy ạ, thì là các bạn gõ vào cái Aave Gua này, sau đó là chúng ta cũng copy đường link ở phía bên trên này, chúng ta vào cái trình duyệt ví trước MetaMask hoặc là OKX, tức là cái ví nào mà chúng ta kết nối ạ. Đây này, các bạn nhìn thấy cái ví KC đây không ạ? Ví nào mà chúng ta kết nối thì là chúng ta rút về đó nha. Lúc trước của mình là 3 tháng chưa rút, là tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì nó vẫn nằm ở đây. Đó, và khi mà mình rút thì là nó mới về ví đấy ạ. Đó, và bây giờ thì mình sẽ quay cái video ngày hôm trước xem ai là người may mắn trúng thưởng nha. Vâng, chúc mừng bạn Khỉnh Crypto. Kèo này chuẩn, cho anh em theo tỷ lệ chịu thôi. Chả hiểu nó kiểu gì nữa. Vâng, chúc mừng bạn Khỉnh Crypto đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái kèo hot của mình nha. Bye bye.